Giác, chị biết không, bữa hôm á thấy bài bắn á, cái xong rồi em quay mặt vô gốc cây em cười. Cái ông già cán bộ đó rầy em, chứ tới nơi còn giỡn. Trong lúc đó ổng nằm bẹp dưới mương nói lên, mà không biết lúc đó ổng nghĩ cái gì nữa. Mày biết ổng nghĩ gì không? Ổng nghĩ á, cười giỡn như mày á thì chết, còn nằm bẹp dưới địa như ổng á thì sống chứ gì. Vậy cũng không nghĩ ra. Còn nếu chết mình như vậy á, chết nghĩ gì? Tao hả? Những lúc như vậy tao nhớ con trai lướt quá trời mày ơi. Yêu rồi nghe. Không phải. Tại lúc đó tao nghĩ tới cảnh dì bảo vệ cái đầu của tao mà ổng đưa con mắt ra hứng đạn đó mày ơi. Chàng ơi, vậy á mà không thương đứt ruột sao mà được. Trời ơi, nghĩ sao vậy? Quỷ. Chưa tới nơi mà còn giỡn. Trời ơi, ôi biết đó, nó theo tọa độ nó bắn, chứ nó theo tiếng cười giỡn nó bắn gì trời. Lính gì mà vô tổ chức. Sau đó, các đội thanh niên xung phong có tải hết số hàng tồn đọng ở tổng kho về không? Kể ra thanh niên xung phong không thể chuyển hết được, nhưng nhờ phương thức vận chuyển bán công khai của anh Tư Mao nên cũng đạt yêu cầu. Phương thức vận chuyển bán công khai là sao? Tụi nó có ném bom không anh? Địch chưa dám ném bom xuống thành phố đâu. Vì ném bom xuống thành phố, chúng sẽ bị nhân dân thành phố biểu tình. Vậy thì sẽ càng rắc rối hơn. Cái thứ hàm chó gió ngựa đó, tới khi nổi khùng nổi điên lên rồi thì tới bàn thờ cha chúng cũng mới xuống. Vậy chứ hồi sáng này á, chúng đưa mấy phi đội tới ném bom khu kho hậu cần của chúng ở cầu Tham Tướng, cháy tới bây giờ thì sao? Bởi nơi đó ta đã chiếm được rồi. Bây giờ không phải ta đã chiếm được nơi này rồi sao? Có người. Ai? Ai trong nhà? Tôi là chủ nhà đây mà. Anh làm gì ở đây? Vợ con anh đâu? Tản cư hết rồi. Anh ở lại đây làm gì? Coi cách mạng có cần gì tôi giúp. Nhà anh làm nghề gì? Tôi làm phù hộ, vợ tôi Trần lá mướn. Bây giờ chúng tôi cần anh tải tiếp chiến thương ra ngoài được không? Dạ được. Lý, có phải nhóm của Quang không? Dạ đúng. Bộ đội đâu rồi? Đang đến chiếm đồn cảnh sát chỗ đầu đường Tư Đức. Còn mấy tiếng súng Trung Liên Mỹ với lại mấy khẩu ga răng nổ là sao? Bọn chúng có hàm bon ke, đều CT-41 lên. Đại tá tham mưu trưởng, ngài trình bày đi. 10 giờ đêm có một tớp cộng sản hỗn hợp, khoảng 150 tên, theo rạch Cái Khế thọc vào sáng thổi, tiến thẳng theo lộ Nguyễn Trãi rồi ra đại lộ Hòa Bình, sau đó lẫn mất vô khu vườn xóm chùa. Trên đường đi chúng chỉ đụng lẹt đẹt với một số dân dạy. Chúng tôi hiểu rồi, điều đó báo cáo sau đi. Thưa thiếu tướng, X06 đã lừa được một số cán bộ dân chánh, ta chưa kịp bắt thì chúng đã chạy thoát, nhưng mà còn lại hai tên đầu sỏ thôi ạ. Ừ. Đại tá trình bày tiếp đi. 3 giờ sáng ngày mùng 2, có khoảng một tiểu đoàn quân chủ lực cộng sản tấn công vào sân bay 31 Lộ Tẻ.
Ta thiệt hại mất 12 máy bay. Hiện giờ cánh quân này còn bị chi đội thiết giáp của ta chia cắt. Trận đánh ở các khu vực Cầu Giáng, Rạch Ngỗng. 5 giờ sáng ngày mùng 2, có một cánh quân của Cộng sản, khoảng 100 tên, tấn công đồn ngã ba Rạch Ngỗng, rồi lướt sườn vào khu truyền tin, khu xã đài. Cũng đúng 5 giờ sáng ngày mùng 2, một đội quân nội thành của Cộng sản tấn công vào đại nội cảnh sát giả chiến, mở đường cho một tiểu đoàn chủ lực và một số đơn vị nhỏ của Cộng sản. Tiến vào đài phát thanh, lại tấn công chiếm lĩnh khu kho hậu cần. Ở phía nam tham tướng, ta đã cho hai phi đội AD-6 đến quanh kích ác liệt. Chúng giặt ra các khu vực lân cận, tổ chức tấn công ra nhiều mũi khác. Chú ơi, vậy mà các ông không cho tôi biết gì cả. Xin ngài cố vấn bình tĩnh. Chúng tôi biết, trong tay các ngài không cầm quân. Do vậy, chúng tôi điều tiểu đoàn 2 của thằng 21 và thằng biệt động 44 ngăn chặn, chia cắt chúng tại khu vườn cầu tham tướng. Đại tá tham mưu trưởng trình bày tiếp đi. Tin này ngài cố vấn mới nóng lòng nghe hơn hết. Hiện giờ, ngay giờ này ngoài các mặt trận đang giằng co nói trên, có một lực lượng chủ lực Cộng sản rất hùng hậu. Chúng mở cửa cầu Rạch Bằng, diệt đồn cảnh sát đầu đường Tử Đức, chiếm toàn bộ khu vực văn hóa xã hội, chiếm thẳng đến khu phân khoa đại học và làm chủ phân nửa đại lộ Hòa Bình, đặt một chốt phòng ngự tại một góc trường Đoàn Thị Điểm. Đây mới thật sự là một lưỡi lê cắm vào sát nách của hai tòa lãnh sự Mỹ và Úc. VC! VC! Thế là thế nào? Xin ngài cố vấn bình tĩnh. Tôi muốn hiểu cụ thể hiện trạng chiến trường. Thưa thiếu tướng, tạm thời hai bên đang án binh bất động. Được. Ưu thế của địch: nhược điểm đánh ban ngày. Chúng không quen thuộc đường phố và không dám dùng đại pháo vì sợ hệ lụy đến thường dân. Vậy còn phía ta? Nhược điểm đánh ban đêm. Vậy còn ban ngày? Ưu thế về cơ giới và đại bác, tuyệt đối hơn là không lực. Nhưng thành phố sẽ đổ nát à? Phát huy tối đa. Rõ. Bỏ lên xuồng ngụy trang nha các bạn. Nhanh tay lên. Mọi người ơi, thương binh tới rồi. Ra đón thương binh nhanh lên. Nhanh lên. Tới rồi kìa. Nhanh lên. Cẩn thận nha. Lên xuồng đi mấy bạn. Sau khi đưa lên xuồng thì phủ bồng bông lên che nha các bạn. Chết lên. Chết lên. Em làm gì ở đây? Em đang điều thằng Tỏ. Thằng Tỏ nhà ở Phong Lạc á. Nó là trung đội trưởng. Là trung đội trưởng đại đội 2. Nó đang bị thương ở xương sọ. Thôi. Em nói gọn một chút đi. Em có thấy thằng xe tăng ở đâu không? Dạ không. Thôi được rồi, giờ em đưa chị đến gặp thằng Tỏ một chút xíu nha. Dạ. Tỏ. Tỏ. Nó bắn Mỹ đầu em. Thằng Mỹ bắn. Giết thằng Mỹ. Bắn. Tỏ, em tỉnh lại đi. Chế đây nè. Chế Linh đây. Chế Linh với anh Lành ở Phong Lạc. Tỏ nhớ chưa? Tỏ nhớ không? Tỏ. Em nhớ rồi. Chế Linh cho em đi theo đơn vị với. Bây giờ Tỏ trị hết bệnh đi nha. Rồi Chế á, Chế với anh Lành sẽ xin cho Tỏ về đơn vị của mình, được không? Dạ Chế. Thôi Tỏ đi, xuống thuyền đi nha. Ủa, Thành. Chị Linh, tiểu đội của em đã... Chị biết hết rồi. Bây giờ Chế cùng với ba thanh niên xung phong theo phục vụ cho đội đặc công. Tối nay mọi người sẽ tập trung đánh khu kho hậu cần. Còn em với con Thơ cùng với mấy người dân công quả tuyến nữa, bây giờ phải đưa tử thương và tử sĩ về tuyến sau, nghe chưa? Rõ. Đi nhanh lên. Đi nhanh lên mọi người.
Di Linh, tên này vẫn còn sống, xử lý thế nào? Cô Linh có phải không? Anh Hiền, đồng chí kéo tôi bỏ vào lô cốt để tôi tạo thế cài lại trong lòng địch. Không đâu, làm vậy đồng chí sẽ chết mất. Bây giờ tôi sẽ cho người dìu đồng chí ra, còn sống là còn nhiều cách chiến đấu, hiểu không? Tên trung quý ngụy này đưa nó ra làm gì hả đồng chí Linh? Đây là đảng viên cộng sản hoạt động trong lòng địch. Khoan đã, hai đồng chí, dìu đồng chí này về cho ban chỉ huy của tiểu đoàn, nhanh lên. Dạ, dạ. Đi anh, đi anh, cẩn thận. Đánh cho sơ cầu rồi mới thông báo đồ mị dân. Nếu không phải mị dân thì đâu phải là thằng giặc. Anh Lành ơi, ở đây ngập nước quá anh Lành. Được bao nhiêu rồi? Dạ được 8 cái, nhưng mà ngang tới lưng quần thôi. Được, cỡ đó đánh nhau thì không sợ bị thương vàng dưới. Đồng chí Thịnh và đồng chí Kiều, qua bên đó phụ đỡ mấy anh em thương binh đi. Dạ. Vô trong đi. Tình hình thế nào rồi? Báo cáo, tụi nó cầm chân ô bít, chúng đã bắn vào phân khoa đại học, ta đã có thương vong. Chúng tôi sẽ lên ngay. Đồng chí có cần chúng tôi đưa ra không? Dạ không cần đâu anh. Chiến, em dẫn một tổ sang bên kia dìu Chiến thương ra. Dạ. Đồng chí Thắng, theo tôi. Rõ. Ê, thằng nhỏ. Dạ. Lại đây. Dạ. Mày đeo cái gì vậy? Em lấy được cái này của thằng Mỹ. Mày đeo cái này vào, người ta tưởng thằng Mỹ nẹt cho một băng đạn, ngồi lên bàn thờ nghe chưa? Em nhỏ con vậy, ai cho là Mỹ đâu. Thôi, đi đi. Dạ. Em. Dạ. Em cầm cái gì đó? Em cũng không biết nữa. Mặc cái họng bự tổ chản nè. Được coi. Chết rồi, đúng là cái máy quay phim của ba Mẫn rồi. Chẳng lẽ ba Mẫn hy sinh à? Em tên là gì? Dạ em tên Hội. Quê ở đâu? Dạ xã Phong Thạnh, Cà Mau. Anh nhớ báo về cho ba má em nghe. Em cứ yên tâm, em sẽ được chuyển về tuyến sau, đừng lo. Ủa, cô Lê. Các đồng chí cứ tiếp tục đi.
Vậy người chủ nhà đi với Lê vừa rồi đâu rồi? Ảnh vào dùng giải phóng luôn rồi. Dân thường mà gan dạ lắm anh ơi. Gan dạ làm sao? Bữa giờ tải thương với em biết đó. Giờ đi rồi. Vậy Lê có gặp con Bê với thằng Quang không? Bê ra tiếng ngoài rồi. Còn anh Quang và một vài anh em nữa chịu trách nhiệm mở đường tà thu thâu để đưa thương binh ra. Thôi được rồi, Lê dẫn em này đến cửa mở. Ừ. Dù anh em bị thương ra ngoài. Dạ. Các đồng chí cứ yên tâm, chúng tôi sẽ có cách đưa các anh ra. Ông là ai? Tôi là đại đội trưởng đại đội thanh niên xung phong. Tôi tên Lộ, tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn Tây Đô 2. Các anh cứ ở đây đợi một chút, tôi sẽ mở đường để dìu chiến thương ra. Anh Lành! Ủa, Lướt! Lướt! Trời ơi, có biết là chế lo cho cưng lắm không? Biết. Còn Nguyên đây nè. Ghét thấy mồ. Tất cả nhanh chóng tập trung đưa chiến thương ra ngay. Đó. Máu, máu, anh Mỹ, anh Mỹ, máu, máu, anh Mỹ, máu, anh Mỹ, máu, Mỹ, Mỹ, máu, máu, Mỹ, máu. Bây giờ các đồng chí chú ý. Anh Mỹ. Thơ và B. Máu. Chuyển tỏ và quá theo đoàn chuyển thương của dân công quả tuyến ra ngoài lộ dòng cung. Dạ rõ. Chế ơi, chế thơ ơi, đừng bỏ em. Chế ở đây, chế không có bỏ em đâu. Chế ơi, vợ con em chết hết rồi. Ông trời ơi, thằng Mỹ, thằng Mỹ. Bình tĩnh đi. Chế lên bình tĩnh. Thằng Mỹ. Thằng Mỹ. Đừng vậy mình. Đã mất mẹ Hiền rồi. Anh Tổ. Tổ ơi, bình tĩnh đi Tổ hả? Bình tĩnh đi Tổ ơi. Thằng Mỹ. Tổ ơi, chị em mình đã mất đi một người chị hai rồi. Thằng Mỹ. Chị là người. Bình tĩnh đi anh Tổ. Anh đã mất một người đã từng cầm đuốc soi đường cho mình, anh có biết không? Đó, đó. Đó. Anh Lạch, anh cho em ở lại nghe anh, chờ tìm được Chế Linh em mới yên tâm đi trị thương được anh à. Em mới yên tâm đi trị thương được. Anh về hậu tuyến với em, không ai cười chê hết. Muốn cho đơn vị yên tâm, anh phải làm tròn nhiệm vụ trị thương của mình. Anh hiểu chưa? Thôi, thôi ơi. Di Công, Di Công, Di Công về đây. Nó đâu? Chỗ này nó đây mà. Thì nó đi. Qua kia coi. Bà chủ ơi, bà chủ nhà ơi. Ai kêu đó? À, dạ, bà đừng có lo, bà đừng có sợ. Con là cán bộ cách mạng,
Nhưng cô... Dạ con không có giấu gì bà hết. Con đang đi công tác bị lạc đường. Con mong bà giúp đỡ cho con. Nhưng mà... Bà yên tâm đi. Bà chỉ cần á đưa con ra khỏi chỗ này là được rồi. Bà ơi... Bà cẩn thận. Bà có sao không? Bà sao rồi? Bà đừng có lo. Con là người tốt mà, con không có làm hại gì bà đâu. Được rồi. Bà ơi, hình con gái của bà hả? Vậy bà được mấy người con rồi? Có một mình nó, đang học ở Sài Gòn. Sinh viên Sài Gòn cũng đang đấu tranh quyết liệt với Mỹ Ngụy mấy ngày nay. Không biết con gái của bà ra sao nữa? Mô Phật, con tôi hiền lắm, không dám làm giặc đâu. Xin lỗi, chúng con đi đánh giặc chứ không phải làm giặc. Mô Phật, tôi lỡ lời. Cho là vậy, nhưng... Dì ơi, dì có cách gì giúp cho con ra khỏi nội thành được không dì? Dì sẽ tìm cách. Phật dạy, cứu một mạng người bằng xây bảy cánh chùa mà. Dạ, con xin thay mặt cách mạng, cảm ơn dì. Dì lòng nhân đạo, dì cứu người làm phước. Chứ... Vì sợ liên quan đến việc cộng lắm. Dạ, dì ơi, ông đại quý đâu rồi hả dì? Mô Phật, hồi nãy có báo động, đặc công việc cộng xuất hiện, ông dẫn lính đi truy lùng rồi. Người việc cộng đó chính là con đây. Nam Mô A Di Đà Phật, sao con gan lì dữ vậy? Con gái của dì ở Sài Gòn còn gan dạ hơn con nhiều. Thành niên đánh giặc mà gì? Con biết con gái của gì hả? Dạ, con không biết cụ thể. Nhưng mà con biết thế nào là hành động dũng cảm của các bạn sinh viên ở trên ấy rồi. Thôi con vô buồng gì lấy đồ thay cho. Dạ. Dì, dì cứ bình tĩnh đi. Cứ cầu trời Phật phù hộ cho hai chúng ta. Chứ dì cứ hoang mang quảng hốt như vậy là chết cả hai dì cháu đó. Nhưng con ơi, ổng về rồi ổng tàn ác lắm. Dì cứ yên tâm đi. Bây giờ có nơi nào cho con trốn không? Đi vô trong. Bà ơi, bà đâu rồi? Bà ơi. Có đây. Bà làm cái gì mà lâu dữ vậy? Dạ. Đêm hôm mà cửa nẻo không khóa, coi chừng việc cộng nó vô đó. Dạ. Nè, bà làm sao vậy? Tại sao mặt mày của bà xanh lè xanh lét vậy? Đứng im, giơ tay lên. Đi. Đi đâu? Ra ngoài xe Honda. Mở miệng mà... ra là tao ứng con liền. Nhưng... Đi. Lẹ lên. Lên xe, nổ máy. Ta sẽ tổ chức một đợt phản công mạnh, mệnh danh là cánh quạt lửa. Thứ nhất, hai tiểu đoàn biệt động 42 và 44 đánh thẳng vào vùng rạch rau răm. Thứ hai, một tiểu đoàn dù quân tổng trừ bị đánh thẳng vào vùng cả bát. Thứ ba, hai tiểu đoàn thủy quân lục chiến đánh thẳng vào vùng bà chủ kiểu. Thứ tư, hai tiểu đoàn bộ binh của sư 21 đánh thẳng vào phía Phán Châu. Thứ năm, một tiểu đoàn bộ binh Mỹ đánh thẳng vào rạch Cái Sơn và rạch Bà Giám. Thứ sáu, ba tiểu đoàn bộ binh thuộc sư 21 đánh thẳng vào Lợi Vũ. Thứ bảy, một tiểu đoàn của Đại Hàn đánh thẳng vào cua 10.000.
Bảy tia quạt lửa này cứ quạt đi quạt lại trong 5 ngày, thử xem ba xã thuộc lộ vòng cung có thành bãi than không. Cuộc họp chấm dứt, các ông về đơn vị triển khai phương án tác chiến ngay. Trung tá Sâm, ở lại đây tôi có việc. Rõ. Tình hình mạng lưới X06 ra sao? Thưa thiếu tướng, tình hình chiến sự quá dữ dội, mạng lưới của hắn tạm thời bị phân tán, riêng hắn cũng đang lúng túng. Ông bảo với hắn phải lập công ngay trong đợt này. Lập công là sao, thưa thiếu tướng? Mục tiêu thứ nhất là phải khử tên Nguyễn Việt Dũng. Tên cộng sản này cực kỳ nguy hiểm, cứ bám miết ở nội thành, quấy rối ta nhiều cú rất đau. Vậy còn mục tiêu thứ hai? Tên Tư Dân, còn gọi là Phạm Văn Bé. Mới 5 ngày mà hắn đã huy động dân quân gỡ mất của ta trên 30 đồng bót. Tên cộng sản này có tài xúi dục dân thường nổi dậy chống ta. Dạ rõ. Các đồng chí chú ý, cánh phục vụ cho tiểu đoàn 307 tại rạch Mương Củi và rạch Rau Râm gồm có Lước, Linh và Lê, chịu trực tiếp với ban chỉ huy tiểu đoàn phân công và điều động. Cánh phục vụ cho tiểu đoàn 309 gồm có tôi và Quân tại khu vực rạch Cái Bác và Mương Khai. Ngoài nhiệm vụ thuộc tiểu đoàn, chúng ta phối hợp chặt chẽ với dân công quả tuyến khi cần thiết. Các đồng chí nghe rõ chưa? Rõ. Báo cáo tiểu đoàn trưởng, tiểu đoàn biệt động 44, tiểu đoàn 2 của sư 21 và tiểu đoàn bảo an tiểu khu Phong Vinh đang hình thành 3 mũi đánh vào khu vực đại đội 1. Lệnh cho các đại đội giữ vững trận địa, điều đơn vị trinh sát cơ động ứng chiến đại đội 1. Rõ. Tám bằng đâu? Có tôi. Đại đội trưởng hội và chánh trị viên bang của đại đội 1 đã hy sinh, đồng chí dẫn đại đội đặc công lên chi viện cho đại đội 1. Rõ. Các đồng chí cố gắng lên, khẩn trương lên. Chỗ đó có chiến sĩ thương vong và chiến thương, đề nghị đồng chí Linh cho một số thanh niên xung phong theo tôi làm nhiệm vụ. Rõ. Báo cáo anh Tám, được đánh chất độc hóa học vào trung đội 1. Lên cho trung đội 1, mang mặt nạ phòng độc, giữ vững trận địa. Rõ. Thanh niên xung phong của chú được bao nhiêu người? Dạ trên 40. Có tình nguyện gia nhập làm một bán đại đội của 309 một ngày không? Báo cáo tiểu đoàn trưởng, sẵn sàng. Tất cả triển khai đơn vị của mình ra công sự ngay. Chúng sắp hỏi thăm sức khỏe chúng ta rồi đó. Báo cáo anh Tám, chiến sĩ trung đội 1 không có mang đạn phòng độc, trường đi trung đội 1 đã bị địch đột nhập rồi. Trung đội 2, xông lên chi viện cho trung đội 1. Rõ. Đồng chí Lước. Dạ. Lực lượng thanh niên xung phong của đồng chí kết hợp với dân công quả tuyến chuyển hết thương binh tử sĩ ra ngoài trong đêm nay. Đó. Tất cả các đồng chí tập hợp. Chúng ta tổ chức củng cố lại trận địa ngay, ngày mai tiếp tục đánh địch phản kích. Tất cả các đồng chí rõ chưa? Rõ. Báo cáo tiểu đoàn trưởng, tiểu đoàn 4 với tiểu đoàn 7 mũ nờ xanh cứ cầm hai nơi giữa cánh đồng Ngã Bác và Mương Khai án binh bước đầu. Các đồng chí cho gạt cô gãy hai nơi đó ngay. Báo cáo tiểu đoàn trưởng, vị trí của trung đội 3 C1 chỗ nhà thờ bị lũng lại. Tiếp tục bắn. Đó. Bắn. 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 Chết chưa? Dạ.
đồng chí, phải đợi lệnh chúng tôi mới được bán. Rõ. Đợi những chiếc nào chót đoàn tàu tới rạch Cái Sơn, đơn vị ở đây mới được bắn. Có thể cho tôi mượn một khẩu B-40 được không thủ trưởng? Để chi vậy? Kiếm vài chiếc tàu Mỹ kho khô ăn chơi á mà. Cậu thanh niên xung phong này, cậu có biết bắn B-40 chưa vậy? Chứ bộ chỉ có chiến sĩ Tây Đô của thủ trưởng mới biết bắn B-40 thôi sao? Ừ. Anh này á là đại đội phó thanh niên xung phong, đã từng á nấu canh chua 3 chiếc xe lội nước trên cung đường 1C rồi đó nha. Thiệt vậy sao? Anh Lướt, anh đưa danh hiệu diệt xe cơ giới cho ông kiêu binh này xem đi. Thôi 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 thôi, biết rồi biết rồi. Tại chỉ huy sở có đến 4 khẩu. Các cậu cứ sẵn sàng làm theo đội dự bị. Tà Mỹ có súng phun lửa, có cả súng bắn chất độc hóa học. Khi bị đánh đau, chúng sẽ phản ứng bất kỳ thứ tàn độc nào. Các đồng chí nên chú ý. Tất cả các đồng chí hãy sẵn sàng chiến đấu. Lắm không? Buồn cả hai. Cả đời còn làm được gì nữa trời. Lúc đừng có lo. Đừng lo là sao? Còn có Lê đây mà. Lê làm gì? Lê hứa sẽ chăm sóc cho Lướt suốt đời. Nước mắt chảy ra. Hai mắt, hai mắt dịu lại rồi. Có thể là cát bay vô mắt, không phải miếng đạn đâu. Để Lê coi. Đúng là cát rồi. Lê đi làm nhiệm vụ đi. Bây giờ đã thấy được mờ mờ rồi. Có thấy gì không? Nè. Vừa chưa thấy một, bà tay bố lại. Mừng quá, hôn sẽ giao rồi nghe. Thôi, Lê trở lại mặt trận đi, tôi tự lo được rồi. Không, Lê không thể bỏ Lướt ở lại đây một mình được. Lực lượng thanh niên xung phong ngoài kia, ai chỉ huy? Một thằng Lướt, có bằng mấy chục anh chị em ngồi đó không? Tôi ra lệnh đồng chí, đi ngay. Không, Lê lại đây với Lướt. Đi, đi đi. Thưa thiếu tướng, sao Khanh đang chờ lệnh? Anh cho hắn vào. Rõ. Dạ, chào thiếu tướng ạ. Ừ. Dạ. Mời anh ngồi. Dạ. Anh thật không hổ danh là một tình báo chiến lược của phòng nhì pháp. Dạ, cảm ơn thiếu tướng ạ. 2-3 năm rứt ruột đi ra, chắc là anh buồn lắm. Dạ thưa thiếu tướng, tâm trạng của tôi bây giờ á giống như là Tây Thi mà về với Câu Tiễn sau 16 năm sống chung với Ngô Phù Sai. Anh sợ hết sôi rồi việc cái gì? Chưa đâu, anh còn trực tiếp làm một số việc quan trọng nữa. Trung tá Sầm, gần đây anh giao việc cho X-06 có làm tốt không? Anh tường trình cho thiếu tướng biết đi. Dạ, thưa thiếu tướng.
Báo cáo. Chuyện gì? Giao Liêm Quyền đã nắm chặt tình hình và bố trí đưa đồn qua lộ rất tốt. Thôi tụi mình đi trước, các đồng chí theo tôi. Đừng để cho tên nào sống sót. Đem đủ chứng cứ sáng cho tao. Rõ chưa? Rõ. Các đồng chí, tình hình hiện nay về mặt tổ chức có chút thay đổi. Đồng chí Phan Ngọc Sến, khu ủy viên, phó bí thư tỉnh ủy Cần Thơ, được rút về làm chủ tịch hội đồng cung cấp tiền phương. Đồng chí Nguyễn Tấn Thanh, trưởng phòng dân quân khu, được cử phụ trách chung con đường 1C, vận chuyển vũ khí, cung ứng cho miền Tây phục vụ chiến trường. Lực lượng thanh niên xung phong chúng ta ở chiến trường Dòng Cung tổ chức lại thành liên đội 2 để trở về tuyến đường 1C tiếp sức với liên đội 1 đang hoạt động ở đó. Đồng chí Lành, báo cáo xem đại đội của mình còn được bao nhiêu quân số. Chúng tôi được bổ sung 36 chiến sĩ. Đây là quân số tân binh vừa tòng quân và một số dân công hỏa tuyến hợp lại. Trung đội này do đồng chí Bảy Lư làm trung đội trưởng và đồng chí Tư Hùng làm trung đội phó. Ngày mai chúng ta xuất phát. Tôi có ý kiến. Chúng tôi á đâu phải là loại gà rót, mà chiến trường đang ác liệt, các anh lại điều đi. Bao nhiêu công sức, bao nhiêu xương máu 3 tháng nay của anh em chúng tôi bỏ hết à? Thôi, các đồng chí trật tự đi, để anh Năm nói tiếp. Cuộc tổng tấn công là một cú đánh quyết định, thay đổi tương quan thế chiến lược cách mạng. Đâu phải đánh là giành được chính quyền ngay liền đâu. Vậy sao? Ban đầu em tưởng anh mung, đến khi bể lộ Dòng Cung thì chạy dài. Tôi có ý kiến. Để ra lệnh tổng công kích, tổng khởi nghĩa, giành thắng lợi hoàn toàn. Ta phải tin tưởng ở đảng chứ. Bởi tin đảng nên đảng giao nhiệm vụ, ta phải chấp hành tốt, hoàn thành tốt. Vậy mới xứng đáng với câu nói của Bác Hồ: quân đội ta trung với nước, hiếu với dân. Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng. Bây giờ cung đường 1C đang cần ta, không chấp hành trở lại, đó là ta sợ chết, sợ gian khổ, là ta sọc dưa. Bà cụ bắn mấy nào sọc dưa á. Thằng này. Ủa, cổ bị trặc sao vậy anh Tám? Bữa thằng Sáu Khanh dẫn giặc vô khui tám hầm vũ khí, tôi bị thương ở vai, nhờ chém về ở một mương cỏ rậm, bị đám lính dẫm đạp treo cả cổ, bây giờ vẫn còn đau nè. Tao không ngờ thằng Sáu Khanh là tình báo của địch, cài vô nội bộ của mình sâu như vậy. Ngoài việc lấy của mình 20 tấn vũ khí, nó còn bổ lưới bao dây bắt, giết cán bộ hợp pháp, bán hợp pháp của mình trên 20 người. Sáu Chí nè, Ba Thâm nè, Má Hai, Tám Quẩn, bốn thành ủy viên hy sinh trong tay hắn. Tôi có ý kiến. Trước đây Dũng Râu nó cũng đúng. Nó nói có bao nhiêu ông lớn bỏ chạy, có bao nhiêu ông lớn còn trùng trình viện lý do để trì hoãn ra tuyến lửa. Nó còn chưa nói có bao nhiêu ông lớn bỏ chiến tranh chạy dài, có bao nhiêu ông lớn đầu hàng phản bội.
đến bây giờ cháy nhà mới lòi ra mặt chuột. Thật là ngao ngán quá. Ở đâu cũng có anh hùng, ở đâu cũng có thằng khùng thằng điên. Ông lớn ông nhỏ gì á thì cũng có thằng này thằng khác, thằng có lát, thằng có lăng ben. Thằng nào làm sai á thì có tội với tổ quốc, với nhân dân. Mình là đảng viên, là công dân biết trung thành với đảng, biết yêu mến nhân dân là đủ. Nhưng rồi bây giờ chúng ta phải làm gì đây anh Tám? Anh Năm Dự đã nói rồi, ta là chiến sĩ vận tải thì tiếp tục nhiệm vụ vận tải. Gì? Vận tải cho mấy ông đó? Vận giặt vô đây nữa hả? Khỏi đi. 24 tấn vũ khí, một con số khổng lồ. Trời ơi, anh có biết là để vận chuyển 24 tấn vũ khí đó từ Sóc Chuối lên tới Lộ Dòng Cung, cái đám thanh niên xung phong tụi tôi á phải đổ bao nhiêu tấn máu và mồ hôi không hả? Mấy anh thử nghĩ coi, có lúc mấy anh tự xưng là lãnh đạo này nọ, để rồi sao? Tụi tôi bù lỗ sao kịp hả anh Tám? Chúng ta vận tải là cho bộ đội giải phóng, chiến đấu là vì nhân dân cả nước, chứ gì cho mấy thằng chó chết đó. Chúng phản bội nhân dân thì sẽ bị nhân dân trừng trị. Anh Tám yên tâm đi, chúng tôi sẽ nhận nhiệm vụ mới và hứa sẽ quyết tâm làm tròn nhiệm vụ. Đồng chí Linh nói đúng, tôi xin thay mặt đảng cảm ơn đồng chí. Thôi đi, anh đừng có dở cái giọng của thằng cha Sáu Khanh ra nữa. Anh làm ơn á, đại diện nhân dân giùm tôi cái đi. Bộ đội chiến đấu cao nên người ta cho bám lại. Thứ thanh niên xung phong quèn này đó phải đút vào hậu tiếng thôi. Điên hả ông Thèo? Ông có nhớ cái trận đánh ở sân bay Trà Nóc không? Mày có nhớ không Thành? Nhớ chứ sao không nhớ. Bộ đội đánh xong rút hết rồi, để lại đám thanh niên xung phong tụi mình tự lực đưa thương binh ra thôi. Qua đợt này em xin qua bộ đội, đụng trận đánh cho đã tay rồi rút nhanh, chứ ai như thanh niên xung phong như tụi mình toàn ten như gánh hát vậy. Thôi mình đi. Đi. Đi mọi người ơi. Đồng chí, chúng ta chuẩn bị lên đường. Liệu các đồng chí có đưa chúng tôi ra khỏi vòng dây của địch không? Các đồng chí yên tâm, chừng nào giặc bước qua xác chết của thanh niên xung phong thì lúc đó thương binh mới chết. Cả đại đội chủ lực còn bị đánh tan tác, huống gì mấy thanh niên xung phong này. Nhiệm vụ của thanh niên xung phong tụi tôi á là lấy sinh mạng của mình vận tải vũ khí vào mặt trận phục vụ bộ đội, điều dắt thương binh ra khỏi trận địa. Chúng tôi xin thề sẽ làm tròn nhiệm vụ của mình. Còn các anh đòi hỏi hơn nữa thì tự làm lấy. Xin lỗi cô, anh bạn của tôi tại vì bị vết thương đau đớn quá nên mới nói như vậy thôi, chứ bộ đội không bao giờ xem thường thanh niên xung phong đâu. Không sao, tất cả chúng ta chuẩn bị hành quân đi. Anh em nhanh lên hành đi, cùng tay đi. Cẩn thận nha, tôi đỡ cho. Cẩn thận đi. Đi cẩn thận vết thương nha. Trời ơi, anh ta, anh nãy giờ. Ủa, con Thơ. Dạ. Sao mày ở đây? Con Bê đâu? Nó hơi trọng với anh quá. Còn có thằng Tỏ nữa, anh có nhớ thằng Tỏ không? Nhớ chứ, chồng của con Sinh ở làng Phong Lạc bị B-52 ném bom chết, phải không? Mấy chú ấy giải quyết nó về địa phương mà nó cương quyết không có chịu. Nó nói là nó chờ thanh niên xung phong của mình tới rồi nó đi theo luôn. Anh Ba,
anh Quá cũng cương quyết á, trở lại đơn vị của mình á. Vậy hả? Anh Lanh Phước. Anh Ba, em thấy ba trước thắng rồi. Con nhỏ này như con nít vậy đó. Chào đồng chí. Dạ. Sao, cái đầu em chưa? Thường thì cũng im, nhưng khi nhớ tới thằng Mỹ hoặc khi say rượu thì quậy. Ừ. Vết thương ra sao rồi? Vết thương trên đỉnh đầu, chỉ bị tróc da bằng cái muỗng canh thôi. Còn đây, vết thương này ở cạnh hàm, suýt chút nữa đứt lưỡi. Còn vết thương chỗ này chắc là êm lắm hả? Anh Ba này kỳ thế mà. Nhớ coi cho kỹ đó. Cục chặt lại. Đây, túm lại gì nè, rồi siết chặt vô. Đâu? Vậy là tốt rồi. Nghe anh dặn nè, em dùng cỏ khô nhiều như chừng nào thì chiếc phao sẽ nổi cao chừng đó. Dạ dạ. Dây đâu? Dạ đây. Em phải quấn dây dài qua đây. Dạ. Rồi bẻ co lại, buộc chặt vào, vậy phao nó mới không bị xì. Mỗi lần mà qua lộ cái sắn á, là mỗi lần ruột em đau như cắt vậy đó. Làm sao mà quên được con Hồng, con Nương, con Mai và biết bao nhiêu anh chị em khác nữa. Con đường 1C, kẻ sống, người chết, chập chờn như một giấc chiêm bao vậy đó. Con đường không quá 100 cây số, vậy mà đi mãi không cùng. Không gian thì có hạn, thời gian thì vô hạn, gian khổ, sống chết thì vô hạn. Lúc ngủ thì thấy mình chết, thức dậy thì sống. Lúc ngủ thì thấy ăn, tỉnh dậy thì thấy đói. Lúc ngủ thì thấy đầy đủ bạn bè, tỉnh dậy thì thấy trống trước, hụt sáo. Bao nhiêu đứa đã đi xa trên con đường này, và còn biết bao nhiêu đứa sẽ tiếp tục đi xa. Con đường 1C là có thật. Thanh niên xung phong chiến đấu, hy sinh thêm nhiều kiểu là có thật. Nhưng sự thật dồn lại ở đây quá nhiều. Thật buồn. Đồng chí Lành dẫn đại đội 1 đi trước. Đại đội 1 đã từng hoạt động ở cung đường 1C nên đã thành thuộc đường đi. Tôi dẫn đại đội 2, đồng chí 2 Tấn dẫn đại đội 3 theo sau. Tôi sẽ cố gắng dẫn đoàn đi theo những dạng đất gò. Mặc dù đường đi phải quanh co xa hơn, nhưng phần nhiều là nước cạn. Thậm chí có những nơi, có những bờ đìa là những gò đất cao. Đồng chí Lành nói rất đúng. Mặc dù so ra đường có xa, nhưng đi như vậy
chúng ta sẽ rút ngắn được thời gian. Ban đêm có gò cao cho ta nghỉ quân. Vậy bây giờ chúng ta xuất phát. Tất cả các đồng chí chú ý, ta sẽ liên lạc với địa phương để giải quyết sao. Bây giờ tất cả phải gấp rút lên đường, nếu không sẽ còn thiệt hại nặng nề hơn nữa. Từ bài cùng đoàn đội một còn khỏe biết đường đi về 195 trước, sau đó thông báo đưa lực lượng qua viện trợ, chúng tôi sẽ từ từ theo sau. Rõ. Tất cả lên đường, tất cả nhanh lên. Nhanh lên các đồng chí. Các đồng chí, chúng ta đi. Chậm anh ơi, anh đau quá. Cô Lam ơi, cẩn thận thôi. Tất cả các đồng chí chú ý. Cẩn thận nhanh Phong. Bây giờ chúng ta tìm những cái đìa, gò cao hoặc những cái lùm gì đó mà chui vô ém. Hôm nay chúng ta sẽ nghỉ quân suốt ngày và chỉ đi vào lúc ban đêm, rõ chưa? Rõ. Đi, đẩy cái hướng kia đi. Đi hướng kia đi. Đi hướng này nè, cái lùm kìa. Ừ.
Các cậu thanh niên chú ý, các cậu phải tìm chỗ nào núp cho thật kỹ, không được ra khỏi nơi trú ẩn của mình cho tới khi mặt trời lặn, để cho các cô gái của chúng ta có việc sinh hoạt riêng. Rõ chưa? Rõ. Tất cả các đồng chí tập hợp. Sao ông quần của đồng chí lại bị như vậy? Báo cáo thủ trưởng, hai ông quần của em đã bỏ mạng xa trường rồi ạ. Sao quần của em lại rách phía sau mà lạnh phía trước? Báo cáo thủ trưởng, em quay ngược lại để tất cả cho tiền tuyến. Chuyện là vậy đó anh. Thôi tất cả tập trung, bây giờ chúng ta phải chuẩn bị xuất phát. Phải kiểm tra lại coi mình có quên thứ gì hay không. Báo cáo thủ trưởng, chúng ta còn quên một việc. Quên việc gì? Việc này quên 3 ngày 3 đêm rồi. Sao đồng chí không báo cáo cho tôi biết? Dù có báo cáo lên thủ trưởng cũng không thể giải quyết được đâu. Mà việc gì đồng chí nói ngay. Dạ, quên ăn cơm 3 ngày 3 đêm rồi. Thôi được rồi. Chờ chết sao? Hay là mình dám hướng núi dài rồi băng qua đường đồng đi. Được rồi, để chị dìu em đi, có ai còn sống không? Cẩn thận nha. Em cũng sao chứ?
Sao? Tại sao hai con mắt của em không thấy đường nữa? Em mệt quá chứ anh ơi. Chắc là đói lắm rồi. Hơn hai ngày hai đêm vừa lạnh vừa đói, làm sao mà chịu nổi. Đây, em đang nghĩ gì vậy? Em ước gì bây giờ mình được ở nhà, được ăn thịt bò, canh chua cá lóc do má nấu. Còn chế, chế nghĩ gì? Chế ước gì chiến tranh kết thúc sớm, để chế về nhà, chế lấy chồng, có con, chế thích có một đàn con. Vậy bao giờ mới hết chiến tranh hả chế? Chị không biết nữa. Chắc còn dài. Người này là dân ở trong ấp chiến lược nên họ sợ diệt cộng. Chế, tại sao dân lại sợ mình vậy chế? Ai có dính dáng tới diệt cộng, tụi tề ấp tề xã biết được, không sạch nhà thì cũng vào khám đi tù. Vậy đành chịu chết thôi. Bê à, nhưng mà chưa chết thì chúng ta nhất định phải sống. Đi, đi tiếp. Nè Bê. Dạ. Chế ơi, mình nổ banh xuồng, giăng đồ hết, mình chỉ còn bộ đồ dính da như vậy thì lấy gì mà thay? Lội lung càng cỏ như vậy thay đồ để làm gì? Không có gì để làm, hay là mình nghĩ ra trò gì đó cho vui đi. Trò gì vậy chứ? Nè, hái sen. Dạ, dạ. Đi. Nè. Bê, à.
đây. Cẩn thận em. Trái ơi, hai chân em sối lao. Trái ơi, em lạnh quá. Hà ơi, giờ hai bàn tay cho đỡ lạnh bê. Dạ. Trái ơi, cũng đỡ. Nhưng mà còn lạnh quá. Em ngủ không được. Lại đây, hai đứa ôm chặt lấy nhau là sẽ ấm thôi. Vậy đi. Vậy đi bé ơi. Mấy anh kêu, mấy anh mấy chế kêu mình đi ăn cơm kìa. Vậy đi. Vậy đi bé ơi. Mấy anh. Vậy đi. Mấy anh mấy chế kêu mình đi ăn cơm kìa. Vậy đi bé ơi. Vậy đi. Vậy đi. Ai kêu chế? Vậy đi. Thế là mơ hả? Chế lên. Chế. Hả? Sao vậy chế? Không có. Chế thấy, thấy có nhiều người lắm. Kêu mình, có hai tốp lận. Một tốp ấy, thì kêu lên xuồng. Một tốp ấy, thì kêu mình đi ăn cơm. Chế. Hả? Chế thấy ma hả? Đâu có. Ma đâu mà ma. Chế thấy rõ ràng á, là quần áo của họ ướt lòi ngôi mà. Trời, ma chứ gì không phải ma. Chắc là ma thiệt rồi bé ơi. Ma. Bé, em có mệt lắm không? Bé, em có người yêu chưa? Dạ, có người đi hỏi rồi. Ai? Là anh Khải bên quân dân y Hà Tiên. Rồi sao?
Không phải em chê ảnh, cũng không phải là một hòn đá không biết yêu là gì. Nhưng em nghĩ từng giờ, từng phút, từng giây, quê hương của em đang mong chờ ngày chiến thắng. Em sẽ mang về cho quê hương sự bình yên, không còn chiến tranh. Quê hương ảnh cũng vậy. Hơn nữa, trong chiến tranh biết ai còn, ai mất. Nếu bây giờ xây dựng hạnh phúc riêng, chẳng may trong hai mất đi một người, người ngã xuống thì được nằm yên, để lại một người còn sống đau khổ biết dường nào. Mà thôi, tạm gác lại chuyện đó. Khi nào đất nước bình yên, nếu em và ảnh còn sống, có điều kiện, lúc đó sẽ nghĩ tới chuyện riêng tư. Bây giờ muộn rồi phải không chế? Muộn. Đúng không? Muộn là muộn, làm sao? Là lỡ mình chết đi, không có ai nhớ thương mình, mà mình lại nhớ thương ai đó. Bé, đừng có nói gỡ. Chúng ta phải sống, sẽ sống. Hai cô gái làm sao vậy? Chúng tôi bị lạc đường. Bao nhiêu lâu rồi? 3 ngày. Dạ 3 ngày. Đâu gì lắm phải không? Bây giờ còn sức đi nổi không? Nổi. Để tôi dừng vô nhà đâm bay xi. Là nấu cơm ăn đó mà. Hai cô dậy đi theo tôi. Cẩn thận đó.